cột chiên tôm. Đó. Ổn rồi đó mọi người. Mời mọi người nha, mọi người thử ăn Dũng trước đi mọi người. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn và mọi người. Thì ngày hôm qua thì mình có đi đặt mới lợp, nhưng mà nó kiểu như mình có đặt rồi nhưng mà kiểu như nó không có dính tép á mọi người. Thì mình định làm cái món mà đặt có tép, đặt mình làm cái món mà tép chiên bột đó, mình gói bún, nhưng mà tép nó ít quá cái mình không có quay cái đoạn mà mình đổ tép cho mọi người xem. Thì sáng hôm nay thì mình có đi chợ, mình tìm và mình mua được mớ tép để mình làm, mình thế vô cái đoạn tép kia hôm qua thì mình đặt không có. Đây nè mọi người, tép này là tép bạc đó nha mọi người. Tép bạc này mình sáng mình mua rồi, mua đang mình đủ mình làm mà, chứ mình không có mua nhiều. Tại vì ở đây là mình đứng đây là cũng gần nhà mình không có, đây là bờ của mình nha mọi người. Thì mình không có đi ra ngoài ruộng, bờ mình đứng đây cho nó mát, trống nữa. Chứ là mình có mua đây là bịch, này là bịch bột. Bột này là bột chiên giòn mọi người. Bột này là bột chiên giòn, bột chiên tôm. Rồi thì mình có mua thêm một mớ đồ nữa là, đây là bún. Bún này sáng mình mua tới 1 kg bún à. Nhưng mà mình lấy ra đây mớ này à, mình còn để trong nhà mình không có xài hết, mình lấy mớ thôi. Còn đây là bánh tráng đấy, hồi mình gói bánh tráng này là bánh tráng không có nhúng nghe mọi người. Bánh tráng này là mình không có nhúng, bánh tráng này là bánh tráng khô đó. Mình gói mình không có nhúng luôn. Đây mớ rau này mình có hái mớ rau này là rau xà lách, đây là giáp cá, còn đây là rau thơm. Như mình cũng có đem một số chén dĩa, như đây là mình cũng mới mua chai này. Đây chai này là chai tương ớt này, nãy mình cũng mua có 10 mấy ngàn à. Như chai này là cái chai tương huyền thoại của mình nha mọi người. Đây chai tương huyền thoại của mình, thì mình sẽ một hồi mình sẽ chấm với hai loại gia vị này. Đây là tương, đây là tương ớt, thì mình sẽ xem thứ cảm nhận của nó, thứ của nó hai giữa hai cái hương vị đó coi nó khác nhau như thế nào, và nó kiểu như nó ngon hơn, cái nào nó ngon hơn. Rồi mình mời mọi người xem mình chế biến cái món này nha mọi người. Trước tiên thì mình tép này nãy mình chưa có lặt, thì mình giờ mình trước tiên mình sẽ đặt tép, mình đặt tép để mình rồi xong mình sẽ quậy bột để mình trộn với tép. Rồi rau này hồi nãy thì mình có rửa rồi nha mọi người, nãy mình rửa rau này rửa rồi hết rồi, chỉ có tép là mình chưa có lặt thôi, thì mình đặt tép. Mình đổ ở đây luôn, đổ đặt quá. Nghe ba cái này, ba gạch này mình bỏ, ba gạch này bớt. Bỏ ba gớt ra gạch rửa sạch sạch xíu.
được như đây là như đây cũng đủ rồi mọi người. Tép bạc, tức là tép bạc. Rồi, chào mọi người nha, thì tép hồi nãy giờ mình cũng đã rửa rồi nha mọi người. Đây, mình rửa ở đây mình cũng được mớ nè. Rồi mình tiến hành mình sẽ quậy bột. Để mình rửa cái này cái. Nước này là nước của mình đem theo nha mọi người, nước là nước cây, nước cây nước sạch đó. Quá nước rồi. Gần lại để hồi lỡ nó có đổ á. Nó có đổ cái Mỹ xài luôn. Chơi chứ mình cho được cũng đổ. Chết bà trai. Cho bột vào. Cho bột vào. Ui, cái lỗ nhỏ quá. Cái này mình đổ nước chắc hơi nhiều quá. Nó đủ vậy. Tép vô. Đánh cho nó nhuyễn lại chứ. Giờ thì mình sẽ bắt dầu lên nha mọi người. Bắt dầu để mình chiên bột. Bột tôm. Bột tép chứ. Cái giá đi mình múc đi, mình chế vô đây mình làm bột chế vô. Dầu này hơi nhiều quá để mình bỏ bớt. Cái bột vô. Bột chiên tôm. Đó. Ổn rồi đó mọi người. Giờ tôm bự bự chế vô. Này loại hơi lỏng rồi. Vậy nó hơi lỏng rồi. Lên gà. Bụi vô.
Im lắm mọi người ơi. Nó giờ cháy luôn nha mọi người. Dính gì rồi sao gỡ trời. Dính quá dính rồi. Chết màu dính như vậy. Nó để dầu nhiều mà dính như vậy. Dính quá dính. Máy nhảy hết trơn luôn rồi mọi người. Cái này xào cái gì trời. Người nào đây chắc em chưa hề hứa sợ thành lót quên. Đổ hết luôn. Còn vô hết luôn. To luôn. Đi xào luôn. Mời mọi người nha, mọi người thử ăn dụng trước đi mọi người.
cái này mình đổ đổ hết nguyên cái thau luôn nè, đổ hết nguyên thau luôn à, rồi chia được dưới đây nè. Đổ nhiều quá rồi giờ nó dính cục luôn. Chung tương với ớt á, cắm vô cái gà phai đầu tiên thì nó bị cay, nó rất là nọc. Cái này nãy mình có niêm một mớ niêm rồi ra nó rất là vừa ăn. Cũng khá là ngon, khá là ok. Giờ mình sẽ chỉ khăn tắm với xương mọi người. Mình sẽ bỏ bún vô, bún vô trước. Đây là ép cá, đây là gạo thơm, rồi bỏ thêm một miếng tép chiên bò. Cái này mình chiên nãy mình đổ vô bột vô nhiều quá cái nó trắng tư rồi mọi người nhưng mà nó vừa ăn rồi nha, nó cũng chín rồi nha mọi người, chứ không phải là nó sống nhăn nha. Cái mẻ đầu hồi nãy thì mình chiên nó màu vàng, mà cái mẻ này thì mình chiên nó kiểu nó đổ nhiều quá nó chín, nó không được vàng mà nó cũng chín rồi. Chị gói rồi, cái gói chứ cái gói cuốn nhà heo rồi. Mình mời mọi người thích cho mình nha. Nói
chung trương á, chị chấm vô cái độ vừa ăn của nó có sẵn rồi. Nó phải như xương xương ớt. Xương ớt chấm vô nó cay lắm. Con xương ớt rất nhiều. À, mình chỉ phép làm thêm một gói nữa nha mọi người, rồi mình sẽ tạm kết thúc, mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình mời với mọi người thưởng thức cho mình cái gỏi cuốn cuối cùng nha mọi người. Mình chỉ phép nha. Ngon. Thơm tỏi. Thôi thì clip này hôm nay mình tạm chân kết thúc video ở đây. Nãy giờ mình quay cũng khá là dài rồi, khi trời nắng quá. Thôi thì mình cảm ơn mọi người đã xem mình nãy giờ. Nhớ ủng hộ mình like và subscribe ủng hộ mình để mình có thêm động lực để làm video. Bây giờ thì mình tạm mọi người đến đây. Hẹn mọi người gặp mọi người ở video kế tiếp.